vậy thì bắt buộc phải lạy hơn tụi nó. Đừng có ở đó mà tự trách mình. Muốn làm giàu thì gan phải lớn. Lớn. Mà đầu tiên muốn làm lớn thì phải biết lạy. Mà muốn lạy thì phải lăn ra mấy cái dũng sình nhiệt tình cho tao. Không, lăn qua, lăn lại, lăn tới, lăn lui, lăn làm sao mà mọi người không thấy mày luôn á. Đó, lúc đó thì mày đã thành công. Ăn không? Ai thèm ăn mấy thứ này? Muốn ăn không? Mấy thứ này ai thèm ăn? Ông ăn mình đi ông ơi. Ai thèm? Muốn ăn thì nói. Mấy thứ này ăn đau bụng tí mẹ luôn. Ông ăn đi. Không ăn đừng có nhìn. Giờ muốn ăn không? Nhìn gì? Ông bị lé hả? Không ăn tao ăn à. Ăn đi. Nhìn nữa. Tính nhát mà thấy ghét. Có con ruồi bu trên cái miếng dưa hấu kìa. Bí quyết sống còn. Cho những tay nhậu nhẹt. Muốn điện cũng ấy. Muốn điện đầu quá. Rác lưỡi quá. Ê trời, em kéo đụng luôn. Em làm gì sẵn? Ê, ăn chanh. Chúng ta cùng tiến lên. Hey, anh đợi em với Mốt được đủ cho đâu này nữa. Nhật ngục là một trong những kỹ năng sống còn khi bị ở tù đó mà. Tưởng cái lỗ nhỏ này có thể khống chế được ta. Đầu tiên ta sẽ lấy cái chân đá qua chui cái đầu vô đó. Hít cái bụng thiệt là hớp vô đó. Ấy đó. Ý à, nếu mà tình huống mà kẹt hai cái chân sau thì chúng ta sẽ co lại, giãn ra, duỗi ra rồi chúng ta sẽ đi bằng một hai chân qua. Yeah, giỡn mặt ha. Nói chung thì co ra cũng phải co vô, lén lút ra ngoài chơi thì phải tự giác trèo lên mà vô lại. Bởi ta nói cuộc đời ở trong trại là như sống phải có ý thức. Leo lên tới cái nóc chắc quyêu dài luôn quá. Bim, mày mà còn la nữa tao hiếp liệu hồn.